Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, sau đây là các phần tin Hoa Kỳ liên quan đến chiến dịch tranh cử vào trong chiếc ghế người đứng đầu của Tòa Bạch Ốc, xoay quanh cuộc tranh luận của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã phá kỷ lục truyền hình. Và cuộc tranh luận của hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump được 84 triệu người theo dõi trên truyền hình Mỹ, phá kỷ lục xảy ra cách đây 36 năm trước. Cuộc tranh luận giữa Jimmy Carter và ông Ronald Reagan năm 1980 đã thu hút khoảng 80,6 triệu người xem. Thống kê chỉ tính những người theo dõi cuộc tranh luận đã được tường thuật trực tiếp trên 13 kênh truyền hình của Mỹ, nghĩa là con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều. Hàng triệu khán giả trên thế giới được cho là đã xem sự kiện này qua Facebook Live hoặc TV trong quán bar hoặc trong bữa tiệc. Nhà cung cấp dữ liệu Nation cho biết rằng nhiều người xem không chuyển kênh trong suốt cuộc tranh luận dài 98 phút. Ông Trump nói với những người ủng hộ hôm 27 tháng 9 rằng ông biết cuộc tranh luận sẽ thu hút một lượng lớn khán giả nhất trong lịch sử truyền hình. Nhưng ông hít một hơi thật sâu và giở vờ tôi đang nói chuyện với người nhà. Năm 2015, giải Super Bowl đã giành được lượng khán giả truyền hình tại Mỹ lớn nhất đến nay với 114,4 triệu người xem trận đấu giữa đội New England và Seattle. Sẽ có thêm hai cuộc tranh luận giữa các ứng viên diễn ra vào ngày 9 tháng 10 và 19 tháng 10 trước khi cuộc bầu cử tiến hành xảy ra vào hôm 8 tháng 11. Ngày 9 tháng 10, cuộc tranh luận của bà Clinton và ông Trump diễn ra cùng thời điểm thi đấu giữa hai đội Packers Green Bay và New York Giants sẽ phải cạnh tranh về lượng khán giả. Và kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp là Bắc Kinh đã phản đối Hoa Kỳ truy tố công dân của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ quyết định truy tố hình sự 4 người Hoa đang điều hành một công ty bị cáo buộc làm ăn phi pháp với phía Bắc Hàn. Hôm qua, trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không có một quốc gia nào có quyền tự ý truy tố xét xử công dân Trung Quốc. Lời phản đối được đưa ra khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra thông cáo cho hay sẽ truy tố hình sự 4 nhân vật cao cấp của công ty phát triển công nghiệp Hồng Tường về tội cung cấp cho Bắc Hàn những vật dụng cần thiết để Bình Nhưỡng có thể đeo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong số những người bị Hoa Kỳ truy tố, có ông tổng giám đốc công ty và 3 người đồng sự. Ngoài tội danh vừa nêu, những ngày này còn bị Hoa Kỳ truy tố về tội rửa tiền và tài sản của họ bị phong tỏa. Công ty phát triển công nghiệp Hồng Tường có trụ sở đặt tại Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh. Tài liệu do truyền thông Hoa Kỳ phổ biến nói rằng trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2015, công ty này đã bán cho Bắc Hàn số hàng trị giá 532 triệu đô la. Trong đó có cả những mặt hàng bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm đoán và Bình Nhưỡng có thể dùng nó để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuần trước, phía Bắc Kinh cũng nói là đang mở cuộc điều tra hoạt động của công ty Hồng Tường và cho biết thêm đây là một vụ án kinh tế quan trọng. Ngoài ra, hai ngày trước đây, tờ Yong'an xuất bản ở tại Seoul cho hay là hệ thống ngân hàng Kongsong của Bắc Hàn cũng đang bị Trung Quốc điều tra vì là cơ sở nhận và chuyển tiền chính phủ Bắc Hàn trả cho công ty Hồng Tường. Kính thưa quý vị, và liên quan đến chuyện tranh luận giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thì giới phân tích cho rằng phần thắng sẽ thuộc về bà Hillary. Hai ứng cử viên tổng thống là bà Hillary và ông Donald Trump quay trở lại vận động tranh cử hôm thứ Ba, một ngày sau cuộc tranh luận quyết liệt giữa họ, và đa số những nhà phân tích độc lập có chung nhận định rằng bà giành phần thắng và có thể giúp bà vượt lên trong những cuộc khảo sát ý kiến toàn quốc. 6 tuần trước, cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11, những cuộc khảo sát chính trị trước cuộc tranh luận cho thấy hai ứng cử viên tranh đua xích sao. Bà Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ, dẫn trước cách biệt mong manh 2 điểm. Ông Abramowitz nói là gọi phần tranh luận của bà Clinton là bình tĩnh, điềm nhiên và nói rằng bà đã có thể nói về nhiều vấn đề. Ông mô tả ông Trump đã khá khoa trương và hời hợt. Tôi nghĩ ông ấy gặp rất nhiều rắc rối về vấn đề chủng tộc và giới tính. Nhưng sáng ngày thứ Ba, ông Trump đổ lỗi cho người điều khiển cuộc tranh luận. Người dẫn chương trình tin tức của đài NBC là ông Lester Hoyt. Ông Trump nói rằng ông Hoyt đã đặt những câu hỏi khó hơn cho ông so với bà Clinton và đổ lỗi cho cái microphone tồi tệ trên sân khấu tranh luận mà theo lời ông là được chỉnh âm lượng thấp hơn so với cái microphone của bà Clinton. Những cố vấn của ông Trump gợi ý rằng ông có thể bỏ qua cuộc tranh luận tiếp theo với bà Clinton diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại thành phố St. Louis của bang Missouri thuộc vùng Trung Tây. Nhưng ông Trump cho biết ông định sẽ tham dự cả hai cuộc tranh luận còn lại. Ông Trump cho biết ông có thể tấn công mạnh hơn vào lần tới khi hai người chạm trán với nhau.
Kính thưa quý vị, và tin tức liên quan đến một hoa hậu đã từng bị ông Trump gọi là con lợn đã lên tiếng về cuộc tranh luận của hai ứng cử viên. Vị hoa hậu từng bị ông Donald Trump chê bai vì tăng cân đã cảm ơn bà Hillary Clinton sau khi bà nhắc đến câu chuyện của cô trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Cô nói, cảm ơn bà Clinton sự tôn trọng của bà đối với phụ nữ và những khác biệt của chúng tôi là điều khiến cho bà tuyệt vời. Tôi ủng hộ bà. Alicia Machado viết trên Twitter bằng tiếng Tây Ban Nha. Theo hãng tin AP, khi Machado đại diện cho Venezuela đã bất ngờ tăng cân sau khi được trao vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ vào năm 1996, ông Donald Trump đã gọi cô là Hoa hậu lợn. Bà Hillary Clinton nhắc câu chuyện của Machado ở gần cuộc tranh luận vào ngày 26 tháng 9 để chỉ trích ông Trump. Machado đã nhập quốc tịch Mỹ và có thể tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Cô nói với các phóng viên ngày 27 tháng 9 trong một sự kiện được sắp xếp bởi ban vận động của bà Clinton rằng câu chuyện của cô với ông Trump có thể khiến nhiều người mở mắt. Machado thực sự ngạc nhiên khi bà Clinton đề cập đến câu chuyện của mình. Cô cho biết cô đã khóc vì xúc động và nói thêm rằng cô muốn giúp bà Clinton trong cuộc bầu cử này. Kính thưa quý vị, xoay quanh giữa sôi động của hai cuộc tranh luận, nhưng một tin tức mới đây thì cho biết là chính phủ Mỹ lại có nguy cơ sẽ đóng cửa. Chính phủ Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ đóng cửa sau khi Thượng viện không thể thông qua dự thảo về luật chi tiêu ngân sách. Reuters cho biết là với 45 phiếu thuận và 55 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua dự thảo chi tiêu ngân sách. Trong dự thảo ngân sách chi tiêu tạm thời này có khoản chi phí là 1 tỷ mốt cấp cho chiến dịch ngăn chặn virus Zika và 500 triệu đô hỗ trợ vùng lũ lụt ở tại Louisiana và West Virginia, Maryland và các bang khác. Tuy nhiên lại không đề cập đến khoảng 220 triệu đô la hỗ trợ giải quyết ô nhiễm nguồn nước tại Flint, bang Michigan. Các nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện và một số nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Ted Cruz, tuyên bố phản đối dự thảo cho đến khi phe Cộng hòa đồng ý giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở tại Flint suốt hơn 2 năm qua. Và nếu đến cuối ngày thứ 6 30 tháng 9, nghĩa là thời điểm kết thúc của năm tài khóa 2016, mà Quốc hội Hoa Kỳ vẫn không thể thông qua dự thảo chi tiêu ngân sách tạm thời, thì nhiều cơ quan chính phủ của nước này sẽ phải đóng cửa, nghĩa là chỉ chưa đầy 6 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đứng trước nguy cơ đóng cửa, thậm chí gần đây nhất vào năm 2013, chính phủ đã phải đóng cửa tạm thời trong vài ngày. Vào năm 1996, chính phủ Mỹ đã đóng cửa lâu nhất, lên tới 21 ngày. Kính thưa quý vị, và bản tin tiếp theo thì vẫn là đề tài tranh cử, là chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump bội thu sau cuộc tranh luận. Ứng viên Tổng thống Cộng hòa ông Donald Trump nói rằng chiến dịch tranh cử của ông đã vận động quyên góp được gần 18 triệu đô la trong vòng 24 tiếng sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình với ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Phát biểu trước những người ủng hộ, họ tập trung ở tại sân bay Melbourne, Florida sau cuộc tranh luận thế kỷ với ứng cử viên Dân Chủ Clinton. Ông tỷ phú Donald Trump cho biết là chiến dịch tranh cử của ông đã vận động quyên góp được gần 18 triệu đô trong vòng chưa đầy 24 giờ sau cuộc tranh luận. Gần 18 triệu đô trong ngày hôm nay, các bạn có tin không? Chủ yếu là nhờ đêm qua. Ông Trump nói và cho biết đây là số tiền quyên góp trong ngày lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của ông. Ông Trump được cho là đang tích cực vận động quyên góp trước hạn chót vào cuối tháng 9 này. Chiến dịch tranh cử của ông dự định đầu tư lớn các hoạt động quảng cáo, tuyên truyền từ nay cho đến cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tới. Đội ngũ quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump tuần trước nói rằng họ sẽ chi khoảng 140 triệu đô la cho hoạt động này. Đến nay, số tiền mà chiến dịch của ông Trump quyên góp được vẫn thua xa của ứng cử viên Dân Chủ Clinton. Và theo thống kê tháng trước thì bà Clinton quyên góp được gần 143 triệu đô, trong khi ông Trump chỉ quyên góp được 90 triệu đô. Báo Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết là đội ngũ trợ lý của ông Trump đang thảo luận phương án để đề nghị là tỷ phú phải chi một tấm séc giá trị lớn nhất từ trước đến nay để tài trợ cho chiến dịch tranh cử. Và kính thưa quý vị, liên quan đến việc ngoại giao giữa Mỹ và Cuba, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên đề cử đại sứ tại Cuba sau 50 năm. Tổng thống Barack Obama ngày 27 tháng 9 đã chỉ định ông Jeffrey de Laurentiis làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Cuba sau 55 năm. Một phần trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Havana. Sự lãnh đạo của Jeffrey de Laurentiis đóng vai trò then chốt trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba
Và việc bổ nhiệm một đại sứ Mỹ tại Cuba là bước đi cần thiết để thúc đẩy một mối quan hệ bình thường và hiệu quả giữa hai nước. Tổng thống Obama nhấn mạnh trong thông cáo đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ, thì ông Jeffrey de Laurentiis là nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ từ thủ đô Havana từ sau khi Mỹ và Cuba chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao từ ngày 20 tháng 7 2015. Trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ, ông de Laurentiis là quan chức đứng đầu bộ phận lợi ích của Mỹ tại Cuba từ tháng 8 2014. Đại sứ gần đây nhất của Mỹ tại Cuba là Philip Bonso, người đã được triệu hồi về Washington vào tháng 10 năm 1960, chỉ vài tháng sau khi nhà lãnh đạo Fidel Castro lên nắm quyền tại quốc đảo Caribe này. Theo quy định, đề cử của Tổng thống Obama cần phải nhận được sự đồng ý của đại đa số tối thiểu tại Thượng viện trước khi có hiệu lực chính thức. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ hiện nay vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này của ông Obama. Vừa rồi là các phần tin Hoa Kỳ và sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại với các phần tin Việt Nam.